ngày 5 tháng 5 năm 2023, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản cảnh báo về đối tượng mạo danh công chức của Cục với mục đích lừa đảo các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Cụ thể, thời gian gần đây, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai liên tiếp nhận thông tin phản ánh về việc có đối tượng tên Phạm Trung Kiên, số điện thoại 0962 247 672, tự xưng là công chức Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai, gọi điện thoại thông báo sẽ đến kiểm tra cơ sở kinh doanh và đề nghị các cơ sở chuẩn bị tiền để nộp phạt vi phạm hành chính, hoặc nếu các cơ sở này chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng 4347 888 888 thì sẽ được xem xét không tiến hành kiểm tra. Đối tượng này lợi dụng là vừa qua chúng tôi và lực lượng quản lý trường trên cả nước là xử phạt rất là nhiều cái hành vi vi phạm mà liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa. Cho nên là khi nghe tin là quản lý trường kiểm tra hoặc là lực lượng nào đó kiểm tra là người ta cũng muốn là cho nó qua chuyện đi. Mà một là người dân sẽ mất tiền, hai là làm xấu đi hình ảnh và cái quy trình hoạt động công tác của lực lượng nhà nước. Quản lý trường không có thực hiện cái việc kiểm tra mà bằng qua số điện thoại. Tất cả các cái nội dung mà chúng tôi kiểm tra là đều phải có quyết định và thực hiện theo thủ tục và phải trang phục đàng hoàng, chứ không có cái chuyện mà chúng tôi gọi điện thoại đến yêu cầu các cái cơ sở kinh doanh người dân mà nộp tiền qua tài khoản ngân hàng trong khi mà chưa tiến hành việc kiểm tra là có vi phạm hay không vi phạm. Hiện tại chưa ghi nhận trường hợp người dân chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, nhằm chủ động phòng ngừa, Cục Quản lý Thị trường Gia Lai đã tích cực phối hợp với lực lượng công an tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến nhân dân. Hàng năm là bên Ban Quản lý Thị trường là cơ sở chúng tôi là nhận được có cái giấy thông báo về kiểm tra định kỳ hàng năm. Cơ sở mình có người kiểm tra mà nói chung là mình thấy không có ấy thì mình sẽ báo cáo với lại bên Ban Quản lý Thị trường. Tự xác minh thử là nó có đúng vậy không? Một vụ việc khác, tháng 4 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận đơn tố giác của một phụ nữ ở thành phố Pleiku về việc bị đối tượng giả danh cơ quan điều tra lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của người bị hại, tháng 3 năm 2023, đối tượng nữ tự xưng là nhân viên Mobifone gọi điện hù dọa với nội dung số điện thoại chị đang sử dụng sẽ bị khóa vì liên quan đến một vụ án đang được điều tra. Sau đó các đối tượng khác tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát gọi điện yêu cầu chị cung cấp số tài khoản ngân hàng để làm rõ hành vi rửa tiền, mua bán ma túy. Vì quá sợ hãi và thiếu cảnh giác, chị đã cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng, nhiều lần chuyển tiền đến số tài khoản do chúng cung cấp với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Về phía người dân thì chúng tôi mong mọi người cần hết sức nâng cao cái tinh thần cảnh giác với các cái ứng dụng tràn lan trên mạng Internet hiện nay. Tuyệt đối không cung cấp các cái thông tin cá nhân, thông tin về số điện thoại, thông tin về căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, các cái tài khoản mạng xã hội cho bất kỳ cá nhân tổ chức lạ khi không có căn cứ cụ thể rõ ràng. Rồi nắm vững các cái quy định của pháp luật, các cái quy định về chế độ làm việc, chế độ công vụ của các cơ quan tổ chức nhà nước. Trong đó có cái quy định không làm việc qua điện thoại hay mạng xã hội hoặc yêu cầu công dân nộp tiền vào tài khoản ngân hàng để đảm bảo hay kiểm tra. Đặc biệt là không truy cập các cái ứng dụng, các cái đường link có cái yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu của tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng. Và cuối cùng là khi sử dụng mạng xã hội thì đề nghị chúng ta sử dụng một cách an toàn, văn minh và có hiểu biết. Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 83 vụ việc người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền thiệt hại trên 30 tỷ đồng. Riêng hành vi mạo danh cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng thi hành công vụ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang.